Rồi hôm bữa các bạn có đập theo kim đồng hồ đi. Ok, hôm nay đập theo kim đồng hồ luôn nha. Thử xem hơn 70 ngọc này có lên được cái nào không nha. Nhất này. Nhất. 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 Hai vòng. Đập liên tục hai vòng. Nhưng mà nó vẫn xịt anh em ơi. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MMO ngày mới nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục một cái video là ép đồ thần cho cái set đồ 400 nha. Đó, ép đồ 400 lên thần nha. Thì mình có chuẩn bị lần này là chuẩn bị hơi nhiều. Đó, cộng số 8 là anh em thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ đi mua một set đồ của MG để mình đập lên thần đồ 400 mua bằng VIP money ở shop này nha. Nếu như mình đập thành công á là mình sẽ chuyển giới qua MG mình chơi luôn nha anh em ơi. Tại vì MG là đang khá là bá. Vì bây giờ server rất nhiều DK chơi á. MG tay ngắn là sẽ chơi được với DK. Thì bây giờ mình sẽ mua cái này bằng VIP money nha anh em ơi. Thì cái set của MG này nó đang bán shop server 1 nha. VIP money thì chứ 200k VIP money là một món. Thì mình cũng nói luôn là để cho nhiều anh em mới xem video lần đầu là cái VIP money này anh em có thể đi kiếm bằng cách là đi săn sự kiện summer hoặc là đi săn thỏ của ngọc á, hoặc là đi Devin đi blood win á, thì anh em sẽ có cái VIP money và đi săn boss sẽ được VIP money. Hoặc là anh em có thể đổi từ gold quay qua nha. Đó, gold quay thì nạp đổi qua cũng được. Thì mình có đây rồi. Bây giờ mình sẽ mua 4 món thì MG nó chỉ có 4 món thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ không có làm cái gì hết, không có đập cái này thì nó đã full dòng rồi, chưa có ốp thôi. Mình không đập lên cọc kín. Và mình sẽ để vậy. Mình ép ngọc thần luôn. Thì hy vọng hôm nay là cái set đồ này nó có 4 món thì hy vọng là nó sẽ lên hết. Và khi mà nó đã lên rồi là mình sẽ chuyển qua MG ngay. Chuyển qua MG và bắt đầu là hành trình là úp đồ cho MG lên tiếp. Để chiến đấu với DK. Bây giờ DK là khá là nhiều ở server. Đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Hy vọng hôm nay là tay nó sẽ hên. Thì hồi nãy mình mới có rửa tay bằng xà bông rồi. Hy vọng là sẽ thêm thơm lắm. Rồi bắt đầu luôn nha anh em ơi. Dứt. Cái đầu tiên là thấy tạch rồi đó. Set này là set H3 nha. Đó. Đập đồ mà muốn hên mà lại đi đập cái set H3 thì thua rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi hôm bữa các bạn có đập theo kim đồng hồ đi. Ok, hôm nay đập theo kim đồng hồ luôn nha. Thử xem hơn 70 ngọc này có lên được cái nào không nha. Nhất này. Nhất. 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 Hai vòng. Đập liên tục hai vòng. Nhưng mà nó vẫn xịt anh em ơi. Đi kiếm chỗ nào đi, về nơi sinh ra của con sum này đi. Khá là nhỏ anh em ơi. Tắt luôn các cái danh hiệu đi. Thì cái tỷ lệ lên là nó hay là lên là khá là tốt. Mà tự nhiên là mình đập là nó không lên. Anh em thì có nhiều người đập là cũng lên rồi. Mà lên một hai món thôi. Tại vì anh em ít ngọc. Mình có gom nhiều ngọc. Mình đập một lần luôn mà nó vẫn vậy anh em ơi. Đó. Quần này. Chức này. Áo này. Chức này. Chân này, dứt này, trời ơi. Hôm bữa thì đập cái set này có sung thì nó toan. Nay chuyển qua MG này. Lên. Lên. Giờ mình đập thử một cái áo 10 lần nữa. 2 lần rồi nha. Dứt 3 lần này. Dứt 4 lần này. Dứt 5 lần này.
Gấp 6 lần này, gấp 7 lần này, gấp 8 lần này, gấp 9 lần này, trời ơi, gấp 10 lần, vai thật. Trời ơi, đập không đúng đính luôn ta. Một này, đập kiểu này là toang rồi anh em ơi. Hay nhờ. Cái này là nước đổ đầu vịt đấy anh em ơi, không thấm thía gì hết á. Kìa, ôi không ổn rồi anh em ơi, lại nghịch ngu nữa rồi, lại đốt chim vào cầu chì rồi. Không hiểu cái tỷ lệ nó sao mà tỷ lệ này chẳng lẽ là 70 viên mà chẳng lẽ là không lên được món nào. Mình cứ đã lựa MG á, mình lựa cái set của MG là nó chỉ có 4 món thôi, là mình đập cho nó dễ, cho nó đỡ tốn ngọc. Ai, chỗ này bỏ game luôn chứ không phải bỏ chơi MG nữa. Chức đập mình cái áo nha, chức đập một vòng rồi mà cũng vậy. Trời ơi, đứt từng đoạn ruột. Anh em có nghe cái tiếng ruột mình nó đứt không? Rộp rộp luôn á. Lên này, lên này. Tỷ lệ gì vậy trời? Còn 20 pin nữa. Lại nghịch dại rồi anh em ơi. Thôi kiểu này xong rồi. Ôi giời ơi, đập một món luôn nè, mẹ cho nó hết luôn đi. Thàm thiệt. Hơn 70 viên anh em ơi. Vãi thật. Căng nhờ. Tính chuyển giới qua chơi MG mà kiểu này thì toang hết rồi anh em ơi. Ổn không ổn. Tính chuyển con này qua MG nè. Giang hồ bảo là đập 400 là lên được rồi. Mình với gom ngọc để đập. Đập kiểu này thì thôi, bỏ luôn game, khỏi cần bỏ MG. Tỷ lệ mà không biết tỷ lệ nó là bao nhiêu phần trăm mà bây giờ mình đập 70 món ở 70 ngọc mà không lên được một món. Không hiểu nổi luôn. Để chơi ngu tiếp. Chơi ngu tập 3 anh em ơi. Vãi thật. Bây giờ làm cái gì ta? Có chơi hình như trên này còn mấy viên, còn một viên nè. Khi viên nào lên không? Viên này lên không? Thịt nữa, ông này không biết mình đang đụng đồ sao xịt. Gì đó?
Nán thật đấy. Đồ này. Mà gờ mấy hôm nay là server nhiều DK rồi, mình tính là mình qua MG. Thì MG là nó chỉ đánh cận chiến được thôi, nó chỉ đánh mấy cái tay ngắn là ngon thôi. Mà DK đang nhiều thì mình chơi MG nó sẽ có lợi thế. MG đam to lắm anh em ơi. DK mà tầm cỡ 300 mấy chục ca máu là chỉ cần một phay là bay đầu anh em ơi. Ôi giời ơi, nói kiểu này thôi. Mình chạy thiệt. Cái team một set MG 400 thì cũng nghe nói là 400 là lên rồi. Ôi. Giờ có nên chơi MG đâu anh em ơi. Kiểu này toang rồi. Kiếm set 380. 380 thì mới được hai món này nè. À đâu cũng được một món này với một cái chân bên kia sao? Đổi set này thì bỏ set này là hơi ổn không? Đổi win luôn. Căng nhỉ. Thôi để mình coi tình hình sao, đồ đạc kiểu này chuyển qua mà không có đồ cũng phế lắm anh em ơi. Để mình coi tình hình đồ đạc của MG nó có rẻ không. Nếu rẻ thì mình sẽ giúp test lên. Chơi MG cho anh em xem chơi nha. Thôi, video chơi ngu của mình xin kết thúc tại đây nha. Gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.